đỏ như trúng số. Mừng cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, ăn lộc thân tài, trúng số độc đắc, trả sạch nợ, cực sầu đúng 6 giờ 30 phút chiều mai. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Thìn thân mến, trong cái đoạn anh chị nâng tầm của bản thân, và nâng tầm ở đây không hẳn là giàu nghèo, nâng tầm ở đây là nâng cái tầm tâm thức, nhận thức, tâm linh, tư duy, suy nghĩ, nhân cách của anh chị. Trong cái đoạn nâng tầm này thì những cái gì níu anh chị lại, hoặc những ai đó dìm anh chị xuống, hoặc giản đơn là mọi thể lượng năng lượng thấp, bằng một cách nào đó sẽ dần rời xa anh chị. Nên hãy cứ hoan hỉ nếu bạn đời không còn kề cạnh. Hãy cứ đạm nhiên nếu như đối tác không còn cùng đồng hành. Giáp Thìn hãy nhớ, vất vả khổ cực rồi sẽ qua đi, hành thông chắc chắn tới. Đúng 6 giờ 30 chiều mai là thời điểm phúc tinh soi chiếu, tiền đến ào ào. Kể cả Giáp Thìn có nợ bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ trả sạch. Đổi vận giàu sang không còn xa vời với bản mệnh nữa. Tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Thìn thân mến, cốt yếu của việc đi lễ vốn không phải để xin. Vì xin mà bản thân không cố thì lễ cũng không thể ứng nghiệm được. Ví như người xin tài lộc mà không chịu làm ăn, chỉ loanh quanh chơi bời chém gió, thì Phật Thánh cũng không có cơ sở mà ban tài lộc. Người xin sức khỏe mà không chịu tập luyện, suốt ngày chỉ rượu bia thuốc lá, sử dụng chất kích thích, thì lấy gì làm nền tảng mà xin không bệnh tật. Người lười, ham học, ham chơi, không ôn luyện, thì làm sao lễ để xin được điểm cao hay đỗ đạt. Người trăng hoa phạm giới, thì sao lễ được cuộc sống gia đình hạnh phúc an nhiên. Người không từ thủ đoạn hãm hại người khác để đạt được mục đích thì làm sao lễ để tránh khỏi bị kiện tụng, tiểu nhân hãm hại lại được đây. Tôi đã tâm sự với Giáp Thìn rất nhiều, nói với Giáp Thìn bằng cả tấm chân tình, nhưng lần này vẫn xin được nhắc cho Giáp Thìn nhớ rằng đừng hèn đi một tẹo, đừng nhụt chí đi một chút, đừng lạc lối bản tâm, đừng đánh mất đi cái ngông của tuổi trẻ. Đừng quên những giây phút ngẩng cao đầu cười vọng với trời xanh, những giây điên loạn chạy theo những điều mình mong mỏi. Đừng quên những khoảnh khắc ngược nắng, đừng uổng những tích tắc ngược mưa. Đừng quên những khi dám ngược chiều dư luận, ngược phán xét phải trái, ngược nhận định đúng sai của người đời. Đừng quên mình là ai, đừng quên cái chất của mình như thế nào. Đừng quên cái ngày Giáp Thìn bước vào đời với cái suy nghĩ, câu chuyện cuộc đời của mình sẽ khác, mình sẽ tạo nên sự khác biệt với ý chí của chính bản thân mình. Chúng ta sống, chúng ta làm việc, nếu cứ mãi là thuận cảnh, chẳng phải sẽ nhàm chán quá hay sao? Thời thế tạo anh hùng, mà nghịch cảnh thì rèn tài trí. Nay tài đã có, trí đã nhiều, tuệ đã hiện, thời thế sẽ lại về cho Giáp Thìn lớn mạnh và đi lên. Xin anh chị chú trọng lưu tâm, từ ngày mai tuổi Giáp Thìn lội ngược dòng, cập bến giàu có, độc chiếm kho vàng, may mắn vây bám, ngồi mát hưởng phước, cuộc đời ấm êm. Xem tử vi chiêm tinh học, phương diện công việc, sự nghiệp của người tuổi Thìn có nhiều thu hoạch. Cách thức làm việc nhanh nhạy cộng thêm sự quyết đoán mang tới cho bản mệnh những thành công bất ngờ. Tuy tất bật cả ngày với công việc là thế, nhưng anh chị không cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Trái lại, tinh thần làm việc hăng say, luôn tiên phong trong các hoạt động tập thể, lọt top những người có thành tích tháng xuất sắc nhất. Lưu ý, trong việc định hướng cho tương lai, tuy có nhiều sự lựa chọn, nhưng dù anh chị quyết định làm gì đi nữa, cũng không nên vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội lâu dài. Cần phải nhìn xa trông rộng, con đường phát triển sự nghiệp phía trước của anh chị mới thuận lợi. Theo tử vi phương Đông, cùng với công việc tiến triển thuận lợi, tài vận từ ngày mai của bản mệnh tuổi Thìn có xu hướng gia tăng. Người kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn với nhiều đơn hàng, ký kết được nhiều hợp đồng lớn nhỏ, bỏ túi không ít lợi nhuận. Người buôn bán nhỏ lẻ, làm ăn tự do cũng có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất thai, vận khí còn yếu ớt,
làm gì cũng cần tiến hành từng bước, bước chậm nhưng chắc còn hơn là nhanh mà bất ổn. Đa số tuổi Thìn giỏi kiếm tiền, nhưng kỹ năng quản lý tiền bạc, tài chính lại không tốt, vì thế rất khó tích lũy cho tương lai. Bản mệnh nên cân nhắc để rèn luyện thêm kỹ năng này. Có câu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nếu đã nhìn ra tiềm năng ở công việc hay các hạng mục đầu tư nào đó, hãy mạnh dạn tiến lên. Trong giai đoạn này, người tuổi Thìn hầu như không gặp được rắc rối nào về chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa. Có chăng chỉ là đôi chút mâu thuẫn do hiểu nhầm hoặc không có thời gian ngồi lại cùng nhau sẻ chia. Vợ chồng có lúc tranh cãi về vấn đề tình cảm, tài chính, con cái, quan hệ hai bên gia đình nội ngoại, vân vân. Toàn là những việc thường nhật nên chuyện sẽ đâu vào đấy, không có gì phải căng thẳng hay lo âu. Tuổi này tuy nóng vội nhưng tính tình cương trực, cách đối nhân xử thế không hề cứng nhắc. Trái lại, anh chị khéo léo đưa đẩy trong các mối quan hệ, khiến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, giữ cho gia đạo bình yên. Đúng từ ngày mai, tình trạng sức khỏe khá ổn định, hầu như không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng. Duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn ngủ đúng giờ, luyện tập thể dục thể thao đều đặn là cách hữu hiệu để giữ vóc dáng cân đối, thể trọng ổn định, tránh tình trạng tăng cân, thừa cân. Chế độ dinh dưỡng quyết định tới 70% tình trạng sức khỏe. Có câu, bệnh từ miệng mà ra, cần đặc biệt chú ý tới vấn đề an toàn thực phẩm, hạn chế ăn hàng quán, các loại thực phẩm chế biến sẵn. Ngoài ra bạch hổ hung tinh rình rập, ví như hung họa bất ngờ có thể ập tới bất cứ lúc nào, khiến anh chị khó đề phòng. Vậy nên, cần tắc vô ưu, đi lại thận trọng, tuân thủ luật lệ giao thông, giảm thiểu rủi ro. Có một đoạn thơ dành riêng cho giáp Thìn thế này. Đoán xem số mạng tuổi này bởi vì lỗi số sinh dày ban đêm. Nếu mà sinh đặng đông xuân, hai mùa vượng tướng ung dung thanh nhàn. Tánh người nhờ ở hiền lương, xa đạo rời đổi lương duyên không bền. Số người duyên nợ đa đoan, đời sau mới đặng phi quyền yến anh. Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Nếu mà niệm Phật tụng kinh, ngày sau con cháu phước lành hưởng lâu. Tiền vận nhà cửa đổi thay, nhiều lúc giàu có khiến rồi phải tan. Đối với giáp Thìn bổn mạng tốt, cuộc đời tuy không sống trong tình trạng cao lắm, nhưng cũng có thể có nhiều may mắn về danh vọng cũng như về tài lộc. Sẽ có số được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nếu ăn ở ngày thẳng hiền hòa, cũng có ngày hưởng phú quý. Hay con cháu sau này cũng được nhiều phước lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên con đường đời. Tóm lại, tuổi giáp Thìn được nhiều phước lộc và có thể thành công về tài chính, số con cháu về sau hưởng phú quý lâu dài. Tuổi giáp Thìn hưởng thọ trung bình từ 58 tới 66 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ 5 năm, gián ác thì bị giảm kỷ. Chúng tôi đã từng viết cho giáp Thìn rất nhiều, cũng đã dặn dò rất nhiều, vì chúng tôi đã tìm hiểu, luận giải quá kỹ về tuổi này. Nhưng liệu chính bản thân giáp Thìn có hiểu về con người của mình hay không? Anh chị thấy bản thân mình là con người như thế nào? Người sinh năm này thiện chiến trong chiến thuật, dày vò người khác, nên anh chị không thể đánh giá thấp họ, bằng không sẽ đại bại dưới tay họ. Tuy vậy, họ cũng là những người sống chân thành, có thái độ bình tĩnh trước mọi việc. Trong công việc, người tuổi Thìn rất chăm chỉ nỗ lực, chỉ biết vùi đầu vào mà làm việc. Họ có sự nhẫn nại vô biên, không khuất phục trước những khó khăn, chỉ biết cúi đầu mà bước tiếp. Người tuổi Thìn có số mạng cực tốt, thường được người khác dâng tiền đến trước mặt. Và dù có là người cực nghèo, thì họ cũng được sự hỗ trợ từ cha mẹ và tổ tông. Có điểm được quý nhân có tiền giúp đỡ, che chở. Họ gặp được việc khiến họ nổi hứng, thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được nhu cầu của mình. Còn nếu họ không thích, thì dù có bao nhiêu thúc giục cũng không khiến họ động tay. Nhìn chung, cuộc đời của người tuổi giáp Thìn chậm rãi mà cũng có sự lên xuống. Thường phải tới cuối đời họ mới có được thành công. Nếu có được người ưu tú đưa đường chỉ lối, thì tuổi trẻ sớm xuất đầu lộ diện. Hay đổi cách nói khác, thì thời trẻ nếu muốn thành công thì phải có chỗ dựa lớn. Tử vi chọn đời tuổi Thìn dự báo
Khi xảy ra tranh chấp, người tuổi Thìn sẽ là người đầu tiên rời khỏi hiện trường. Còn trong cuộc sống hàng ngày, anh chị rất coi trọng việc ăn mặc và ẩm thực. Trong các buổi gặp mặt, anh chị dễ dàng được mọi người yêu thương, luôn có ấn tượng tốt trong cuộc gặp đầu tiên. Nội tâm của anh chị khá thận trọng và chu đáo, đôi khi cảm thấy bất an, căng thẳng, nhưng không bao giờ thể hiện quá đáng. Người tuổi Thìn mặc dù không có tinh thần cạnh tranh, nhưng vẫn có khả năng là một người lãnh đạo. Dù là lĩnh vực chính trị hay kinh doanh, doanh nghiệp, người này vẫn luôn có những thành tựu đáng kính nể. Anh chị coi trọng tinh thần đồng đội. Với tính cách hòa bình, họ luôn là miếng ego cho đồng đội của mình. Có thời điểm, tuổi Thìn cần chú ý khi anh chị đảm nhận trọng trách của người lãnh đạo, thì nên là lắng nghe, góp ý các thành viên trong nhóm. Mặt khác, anh chị quá thận trọng, nội tâm che giấu quá nhiều bí mật. Nó khiến người tuổi Thìn có xu hướng trốn tránh hiện thực. Lại vì không thích can thiệp vào chuyện của người khác, lại khiến anh chị trở thành kẻ thảo mai. Tuổi Thìn có ưu điểm rất chu đáo, ân cần, bản tính dịu dàng, hiền hòa. Họ có thiên phú về mặt ngôn ngữ, giỏi ăn nói khéo léo. Chủ đề nói chuyện đa dạng, phong phú, lại thêm tính hài hước nên thường được lòng những người xung quanh. Đi tới đâu cũng được người khác yêu quý. Tuổi Thìn là người thông minh, đầu óc linh hoạt, nhưng có phần bảo thủ và hay thay đổi. Phong cách hành sự thận trọng, có bản lĩnh, không thích tranh chấp, có khả năng biến thù thành anh chị, hóa giải hiểu nhầm nhờ tính cách ôn hòa, thân thiện. Họ thích giữ đời sống tình cảm êm đềm, kín đáo và luôn hướng về gia đình. Là những người có mắt thẩm mỹ tốt, họ yêu thích việc trang hoàng nhà cửa, rất có năng khiếu trong việc này. Trong tình anh chị, tuổi Thìn có ưu điểm là giàu cảm thông hay giúp đỡ bạn bè. Nhìn chung, con giáp này là người tâm địa thiện lương, có tấm lòng nhân hậu, cùng tính cách hiền hòa, không dễ nổi nóng. Tử vi chọn đời tuổi Thìn có nhược điểm là tính cách bác ái và nhu cầu tinh thần cao nên họ rất đa tình. Người tuổi Thìn dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng không chính thống. Thêm vào đó, họ có tính thiếu quyết đoán, hay dây dưa, chần chừ, không dứt khoát, dẫn tới thất bại trong nhiều mối quan hệ tình cảm. Họ có bề ngoài quân tử, đĩnh đạc, lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng, hiền lành, nhưng thực chất bên trong lại rất ngoan cố, bướng bỉnh. Không thích một cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu nên họ thường tự tìm thú vui trong cuộc sống của mình. Cuộc đời của người tuổi Thìn không ổn định và cũng không thích ở yên một chỗ. Thêm vào đó, việc gì họ cũng suy nghĩ lâu la, dày dà, cẩn thận quá mức dẫn tới vụt mất nhiều cơ hội tốt. Suy nghĩ nhiều nhưng lại hay giấu giếm, không hay tâm sự, chia sẻ với mọi người. Tính cách có phần thiếu đi tính thực tế. Nữ tuổi Thìn tính tình nhu nhược, yếu đuối hay ổ sũ. Tử vi chọn đời tuổi Thìn trong mặt sự nghiệp là người có chủ kiến, kiên định và nhiệt thành. Đồng thời họ cũng có lòng kiên nhẫn và mắt thẩm mỹ tốt. Chính vì vậy, tuổi Thìn là những nhà kinh doanh giỏi và rất đáng tin cậy. Tuổi Thìn không thích cuộc sống nơi thành thị xô bồ và những công việc khô khan, nhàm chán. Tuy nhiên, họ lại là người thích cảm giác an toàn. Những công việc sáng đi chiều về và có đồng lương thu nhập cố định mỗi tháng khiến họ cảm thấy an tâm. Vì vậy, khi đã tìm được công việc phù hợp, họ sẽ dốc sức đầu tư cho sự nghiệp. Người tuổi Thìn số có tinh thần trách nhiệm cao và sự cẩn thận. Họ sẽ có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp, đồng thời cũng biết tính toán cho tương lai. Những công việc phù hợp với tuổi Thìn như là diễn viên, nghệ thuật gia, kiểm định đá quý, nhà khoa học, kinh tế. Về tài vận, người cầm tinh con rồng là người có hoài bão, lý tưởng cao đẹp. Số phận có tiền đồ sáng lạn, rộng mở. Mỗi khi gặp khó khăn, khác có cơ hội cứu cánh xuất hiện, thoát khỏi tình huống nguy cấp. Họ có chí tiến thủ, muốn tự dựa vào sức mình lập nghiệp, chứ không chỉ dựa vào nguồn thu nhập ổn định mà sống qua ngày. Xét về mặt lâu dài, tuổi Thìn có vận số tài lộc tốt. Tuy nhiên, cần chú ý cẩn thận trong việc kiểm soát tài chính, chứng khoán. Lúc hưng thịnh cũng không nên đầu tư toàn lực. Tuổi Thìn hợp với tuổi Thân và tuổi Tý. Tam hợp quý nhân mang tới may mắn, tiền tài, phúc lộc. Vì vậy, tuổi Thìn nên hợp tác, giao hảo với người tuổi Thân và tuổi Tý để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Về phương diện tình cảm, đàn ông tuổi Thìn là người thích sự tự do,
bình đẳng. Họ tin rằng trong tình yêu, hai người nên tôn trọng lẫn nhau, tránh giải quyết vấn đề bằng cách tranh cãi. Phụ nữ tuổi Thìn lại là người dũng cảm, hướng ngoại. Họ sẵn sàng đóng vai trò chủ động trong chuyện tình cảm và cũng là lúc có những mặt rất dịu dàng, quyến rũ. Ngoài ra, quý cô tuổi Thìn không thích bị bó buộc trong tình ái và luôn hướng về gia đình. Trong tử vi, Sậu và Thìn tạo thành một góc lục hợp, do đó tuổi Thìn được gọi là lục hợp quý nhân của người tuổi Sậu. Tuổi Thìn nên tìm đối tượng kết hôn là người cầm tinh con gà để có thể có hôn nhân bền vững tốt đẹp. Ngoài ra, người tuổi Thìn còn hợp với người tuổi Thân và người tuổi Tý. Ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp. Đây cũng là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Thìn hoặc là hợp tác làm ăn. Về mặt sức khỏe, ngũ hành thuộc thổ. Người mệnh thổ sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Nghe tới đây, một số anh chị sẽ cho là dài dòng không cần thiết, nhưng biết sao được đây? Vì nếu như mệnh phát tài không cung cấp đầy đủ thông tin, thì sẽ cảm thấy có lỗi với giáp Thìn biết bao. Phần cuối cùng, chúng tôi muốn anh chị cần biết và cũng như một cách để chiêm nghiệm lại cuộc đời của anh chị. Bây giờ xin mời anh chị cùng ngả lưng nghỉ ngơi một chút và cùng lắng nghe đôi lời tâm sự về diễn tiến cuộc đời theo từng năm của tuổi giáp Thìn. Đầu tiên, từ năm 19 tới năm 21 tuổi. Đây là khoảng thời gian có nhiều sóng gió nhất trong cuộc đời của người tuổi giáp Thìn. Cuộc sống sẽ không được yên lặng, nhất là trong tâm trí. Rất khó để họ có thể tìm cho mình một đức tin vững chắc cho sự sống và cái chết của cá nhân. Vào tầm tháng 7, tháng 8 trong năm, bản mệnh đặc biệt nên cẩn trọng đề phòng tai nạn có thể xảy ra. Nhưng khi vào năm Đinh Mùi thì cuộc sống khởi sắc, gặp nhiều điều may mắn hơn. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống khá là sôi động, đặc biệt. Về vấn đề sự nghiệp, công danh thì vẫn có sự bấp bênh không vững chắc. Từ năm 22 tới năm 25 tuổi, trong khoảng thời gian 3 năm này sẽ có những thành công về công danh. Tuy không nhiều, cũng có tiếng tăm, đồng thời phát hiện ra được mối làm ăn rất lớn. Mọi việc có thể được hoàn thành sớm hơn dự định, nhưng sẽ đổ vỡ. Tuy nhiên năm này mệnh số lên khá cao, khiến việc làm ăn cũng như công danh được mỹ mãn. Vào năm 24 tuổi sẽ có sự thay đổi trong tình duyên hoặc là chuyện công việc. Để có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình thì cần phải học cách bình tĩnh, cẩn trọng trong cách suy nghĩ, nhất là trong công việc xã giao, giao dịch với phái nữ. Nếu quá thân thiết với phái nữ trong thời gian này sẽ khiến sự nghiệp đổ vỡ nhanh chóng. Từ năm 26 tuổi tới năm 30 tuổi. Ở tuổi 26 thì cuộc sống chưa có điểm sôi động, tiền bạc tuy có làm ra nhưng lại không nắm giữ được. Rất nhanh bị hao tốn tài lộc. Tình hình đó kéo dài tới tận năm 29 tuổi và khi bước sang năm 30, sự nghiệp mới có phần ổn định, công danh có cơ hội tấn tới. Bên cạnh đó cũng có một vài thứ nhỏ nhặt bị sụp đổ. Tuy nhiên vẫn có thể phát hiện ra cơ hội mới để làm ăn, tạo dựng cơ nghiệp mạnh mẽ và bền lâu. Khoảng thời gian này kéo dài khoảng 5 năm. Từ năm 31 tuổi tới năm 37 tuổi, khi anh chị ở độ tuổi 33-34 thì cuộc sống dường như dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi 33, gặp nhiều điều thay đổi, vướng phải hạn nghiêm trọng. Nhưng khi đã vượt qua rồi thì mọi sự phát triển vô cùng nhanh chóng, đạt tới tột đỉnh trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng thì những người tuổi này cũng chỉ sở hữu một cuộc sống bình thường và trung bình. Sự nghiệp hoàn thành nhưng không lớn lao lắm, cuộc sống nói chung là đầy đủ và an nhàn. Từ năm 38 tới năm 45 tuổi, trong thời gian mấy năm này, cuộc sống bỗng chốc yên lặng hơn rất nhiều. Về phần sự nghiệp, sau nhiều phong ba bão táp thì cũng đạt được mức phát triển trung bình, thu được thành công như ý muốn. Cuộc sống gia đạo cũng như công việc làm ăn cũng chỉ ở mức ấm êm, không có nhiều biến đổi. Từ năm 41 tuổi tới năm 45 tuổi, anh chị sẽ phải gặp hạn nhỏ về sức khỏe trong năm 41. Nên tránh xuất hành đi xa vào tháng 5 và tháng 7 âm lịch. Các tháng khác trong năm thì ở mức tốt đẹp trung bình. Hai năm 42 và 43 tuổi, anh chị sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp,
tài lộc dồi dào, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Đến năm 44 và 45 tuổi, anh chị sẽ được hưởng nhiều phúc đức trời ban, mọi mặt trong cuộc sống đều thành công tốt đẹp. Từ năm 46 tới năm 50 tuổi, đây là khoảng thời gian đầy triển vọng trong cuộc đời của anh chị. Dù mọi việc không hoàn toàn được suôn sẻ, nhưng sau khi vượt qua những khó khăn, trở ngại, anh chị sẽ đạt được rất nhiều thành công vẻ vang. Trong các năm này, anh chị nên giữ được cốt cách và kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn, tất sẽ được thành công. Từ năm 51 tới năm 55 tuổi. Vào năm 51, anh chị nên tránh các vụ làm ăn, giao dịch lớn về tiền bạc, công danh sáng rõ vào tháng 8 và tháng 11 âm lịch. Năm 52 tuổi, một tai nạn bất ngờ ập tới, đến với anh chị. Nếu trước đó tạo được nhiều phúc đức, thì sẽ qua được kiếp nạn này. Nếu không, sẽ phải hao tốn rất nhiều tiền của. Trong năm anh chị 53 tuổi, trong gia đạo có nhiều kết quả tốt đẹp, nên cẩn trọng nhiều hơn tới vấn đề con cái và đề phòng tai nạn trong 2 tháng cuối năm. Hai năm 54 và 55, cuộc đời anh chị sẽ được ổn định ở mức trung bình, không có thành công nào đáng kể, nhưng cuộc sống cũng đầy vui tươi. Từ năm 56 tới năm 60 tuổi. Năm 56 tuổi là một năm tốt đẹp cho gia đình của anh chị. Tài vận cũng được khởi sắc. Đến năm 57 là một năm trung bình, không có tổn hại nhưng cũng không có thành quả nào rực rỡ. Năm 58 tuổi khá tốt đẹp về tài lộc, bản mệnh chỉ nên cẩn trọng hơn về bản thân. Năm 59 tuổi khá đẹp. Năm 60 tuổi cuộc sống ổn định ở mức độ bình thường, trung bình, không có sự kiện nào đáng chú ý xảy ra. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được số đỏ như trúng số, mừng cho tuổi Giáp Thìn 1964, ăn lộc thần tài, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, cực giàu đúng 6 giờ 30 phút chiều mai. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm tới quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và lắng nghe lời cổ nhân dạy về tướng mặt phụ nữ vượng phu, đàn ông bỏ qua đúng là lãng phí cả cuộc đời. Tướng vượng phu là tướng của một người phụ nữ có thể bổ sung cho vận mệnh của người chồng nhiều điều tốt lành ở tất cả các mặt tiền tài, địa vị, cuộc sống, hôn nhân, vân vân. Vậy tướng phụ nữ vượng phu có những nét gì nổi bật? Thứ nhất, nhân trung rõ nét. Theo nhân tướng học, nhân trung còn được gọi là thọ đường hay từ đình, là rãnh lõm chạy từ dưới mũi, phản ánh tuổi thọ cũng như phán đoán về số lượng con cái của một người. Phụ nữ sở hữu nhân trung rõ nét được xem là quý tướng, vượng phu tài vượng vận. Vượng phu ích tử lại có khả năng sinh sản tốt, có quý tướng sinh được con tài con giỏi. Nhân trung đẹp còn là biểu hiện cho sự trường thọ, vừa thông minh lại sống lâu. Chồng giàu sang hiền đạt, còn hiếu đạo vẹn tròn. Người phụ nữ có khuôn mặt như vậy thật là có phúc. Sau khi kết hôn, họ sẽ sẵn sàng hy sinh công việc, lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ người chồng bôn ba kiếm tiền. Mang nét tướng vượng phu, họ sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người chồng vào những lúc người bạn đời gặp vất vả sóng gió trong sự nghiệp, đồng thời khéo léo bảo vệ thành quả, duy trì tài lộc gia đình ấm êm, thịnh vượng dài lâu. Thứ hai, địa cát tròn đầy. Xem hình dáng khuôn mặt, địa cát chính là chiếc cằm tượng trưng cho tình trạng về tài sản ruộng đất, tiền tài, ý chí của một con người. Tướng mặt phụ nữ vượng phu có những nét gì nổi bật? Địa cát tròn đầy là nét tướng của người phụ nữ giỏi ngoại giao, tính tình hòa nhã, tâm lý thiện lương, hướng ngoại và luôn suy nghĩ tích cực. Sống với người vợ có khuôn cằm tròn đầy, gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và hạnh phúc ấm no, hưng gia lợi nghiệp. Người có đặc điểm này vượng vận quý nhân, sau khi lập gia đình, những nét phúc tướng này của người phụ nữ sẽ phát huy tối đa tác dụng, giúp họ hỗ trợ và vượng vận cho người chồng. Hậu vận an nhàn hưởng phúc, tài sản và nhà cửa đất đai họ để lại cho con cháu khá dồi dào, phong phú. Thứ ba, tướng mũi cao, thẳng, tròn đầy. Thẩm biện quan chính là chiếc mũi, đại diện cho thái độ xử thế của một người. Phụ nữ sở hữu nét tướng này được coi là sở hữu phúc tướng của một người vượng phu ích tử. Nhiều người ghen tị với cá tính mạnh
và sự hấp dẫn mê hồn đối với người khác giới. Nét nổi bật trong tính cách của những người phụ nữ này là giỏi nữ công gia chánh, chuẩn mẫu dâu thảo mẹ hiền, dám nói dám làm, có trí tuệ và bản lĩnh không thua kém đàn ông. Lấy được người vợ này, đàn ông như nhân đôi may mắn, vì họ sẽ có thêm một người tham mưu tư vấn, một người anh chị đồng hành trên con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc sơ sôi, gia đình êm ấm, viên mãn an nhàn. Thứ ba, tướng tai dày và to. Xem tướng khuôn mặt, thám thính quan là tai, chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin. Phụ nữ có đôi tai dày và to, vượng vận tài lộc và vận đào hoa nên dễ có nhân duyên tốt đẹp với người khác giới. Phần đa những người phụ nữ này đều nết na thùy mị, đối đãi với người chu toàn, bao dung độ lượng. Về mặt tiền bạc hay bạn bè bằng hữu đều rất tốt. Đối với chồng con, hết mực yêu chiều, chăm sóc, đó sẽ là người có phúc ấm, có nhân duyên và phúc khí cực tốt. Sau khi lập gia đình, họ sẽ là hậu phương vững chắc của người chồng, đem tới may mắn và giúp sự nghiệp của người chồng thăng hoa bền vững. Người phụ nữ sinh ra đã quý hơn người, tướng là mệnh phụ phu nhân. Họ không những sẽ được chồng yêu chồng chiều mà còn có phúc cùng hưởng giàu sang phú quý với người bạn đời của mình. Những người chồng làm kinh doanh tự lập càng cần có người phụ nữ vượng phu ích tử có nhận diện như thế này để làm bạn đời trọn kiếp. Bởi tự tin vốn có và sự nhanh nhẹn của họ sẽ giúp người chồng gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Cô ấy sẽ vừa là người đồng nghiệp tốt, lại vừa là người vợ hiền yêu dấu không ai bì được. Thứ năm, xương gò má hơi nhô cao, vùng má đầy đặn. Tướng mặt phụ nữ vượng phu có những nét gì nổi bật? Vùng gò má tượng trưng cho danh vị, quyền lực và tính chiếm hữu của người phụ nữ. Phụ nữ có xương gò má hơi nhô cao, vùng má đầy đặn cân đối được nhận định là có phúc tướng. Chỉ có ở người vượng phu ích tử. Người này tính tình phóng khoáng, giỏi tề gia nội trợ, hợp để làm ăn kinh doanh, luôn biết chu toàn việc gia đình và công sở. Sau khi kết hôn với người đàn ông như ý, vợ chồng hợp mệnh và biết bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn. Nếu đi theo đường kinh doanh, buôn bán, người nữ sẽ là cánh tay phải đắc lực của chồng. Thứ sáu, đôi mắt trong trẻo có thần. Xem tướng phụ nữ, giám sát quan chính là đôi mắt, có trách nhiệm quan sát, giám sát. Phụ nữ có tướng mắt to và trong, lòng trắng lòng đen rõ ràng, có thần tướng là vượng phu, với tính tình bao dung, độ lượng, chu đáo, hiền hậu. Lấy được người phụ nữ như vậy, chồng yên tâm vì mọi việc trong nhà và ngoài xã hội luôn có vợ đỡ đần quán xuyến, chẳng sợ bề bộn lo âu. Dù chồng có gặp vất vả, lao lực trốn quan trường thì vợ luôn đỡ đần cả trong hậu phương lẫn gia đình và sự nghiệp, không bao giờ rời xa, bỏ rơi dù chỉ một bước. Người vợ này sẽ giúp chồng được hưởng thêm phúc khí của bản thân, tích đức cái lâu dài cho con cháu nhiều đời. Bén duyên với nhau thì người chồng sẽ vừa lấy thêm được nhiều mối quan hệ lợi lộc, vừa có tri kỷ tri âm như hình với bóng. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm hàng ngàn video ngoài kia chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nếu như đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức quá khuya. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận được tài lộc. Anh chị có biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé! Top 4 điều kiêng kỵ lớn nhất. Tuổi Thìn trúng đậm tiền tỷ, sắm nhà lầu xe sang đúng năm ngày tới. Anh chị thân mến, vì ta không chấp nhận tầm thường, ta mới mưu cầu thành công thành tựu. Vì ta mong có một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên ta mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa. Vậy nên không có gì là sai khi tuổi Thìn vẫn bị vấp ngã bởi hai chữ cuộc sống cả. Không có gì là sai khi bản mệnh vừa thất bại. Tại thời điểm năm ngày tới, tuổi Thìn một bước lên mây
phúc ký bao vây, cứ thế hốt trọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên, giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên, phải cần thực sự biết một điều, song sẽ gặp phải họa lớn, phải không để mất thêm thời gian, anh chị hãy cùng mệnh phát tài đi tìm hiểu ngay nhé. Thưa anh chị tuổi Thìn thân mến, biết điều lắm lúc lại là thứ khiến bản tuổi Thìn đau lòng nhất, tổn thương nhất, mỏi mệt nhất. Vì thế gian chỉ đòi thêm, chứ ít khi trả lại. Cứ mãi chịu đựng, cứ mãi biết điều, cứ mãi hy sinh vì lợi ích, vì tiếng cười của số đông, mà lại khiến bản thân trở thành số ít thật sự thiệt thòi, cô đơn trong đêm, cô đơn vì biết điều. Người tổn thương nhất là người tử tế nhất, chẳng phải đáng buồn lắm hay sao? Đừng để tâm trí của anh chị, vui buồn của anh chị, nụ cười của anh chị phụ thuộc vào lời nói hay tâm tình hay sự ngọt nhạt của người khác. Trong cái giai đoạn ở vũng trùng này, hãy dám đấu tranh cho bản thân mình, dám tin tưởng và sống đúng với những dòng cảm xúc của bản thân. Và hãy nhớ, sự đổ vỡ hiện tại là cát lành ở tương lai. Người ta bỏ đi hoặc không giúp đỡ ta ở thời khắc khó khăn, tức duyên của ta mỏng, chỉ đồng hành cùng một đoạn phù hoa như vậy. Tất cả mọi thứ nhọc nhằn phù bạc ở hôm nay là sự giải thoát của nghiệp quả, là sự nhẹ nhàng của nhân duyên cho những đoạn chuyển cảnh anh chị sắp bước vào rực rỡ sặc sỡ phía sau này. Vậy nên đừng quá bận lòng. Còn về công việc, sớm thôi anh chị sẽ có sự khởi đầu. Cuộc đời một con người không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ. Nó giống như việc khi gần đến đích, có bao giờ ta chạy chậm lại. Khi càng có tuổi, càng có sự trưởng thành, không bao giờ là trễ để bắt đầu tăng tốc độ đường đời. Tuổi Thìn cần phải nhớ, không ai tự nhiên sinh ra đã tài giỏi. Người ta cần học hỏi và trau dồi tri thức. Cũng không ai tự nhiên sinh ra đã thông tuệ và nhiều kinh nghiệm thông thái. Người ta cần trải nghiệm đủ góc độ mỏi mệt của nhân sinh. Kiên cường không phải là bẩm sinh, nó là sự lựa chọn. Kiên trì không phải là thứ trời ban, nó cũng là một khả năng được rèn giũa. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, nghĩ thật lâu và tự vấn thật nhiều. Liệu anh chị đã cố đủ hay chưa? Liệu anh chị đã máu lửa đủ hay chưa? Liệu anh chị đã kiên cường nhiệt huyết đủ hay chưa? Nếu chưa đủ, tư cách gì mà oán giận mệnh số trời ban? Nguồn nội lực để thay đổi cuộc sống, xoay vần vận mệnh luôn có sẵn trong mỗi con người. Tất cả những gì anh chị cần là lạc quan và hy vọng, là bền chí và kiên tâm, là trải nghiệm và hoan hỷ, nhẹ lòng mà bước, thả hồn mà trôi. Đúng năm ngày tới là đúc kết của những ngày tháng trước đó. Bởi vậy nếu biết trước được tương lai thì cũng sẽ hình dung ngày được cuối đời anh chị như thế nào. Nhâm Tuất thoát khỏi đương đầu thái tuế, vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn bừng sáng, hứa hẹn gặt hái thành quả tốt đẹp. Bản mệnh được tam hội chống lưng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan ủng hộ, công việc triển khai thuận lợi, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Thời gian vừa qua thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của bản mệnh không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa. Bản mệnh chủ động song sáo hơn hẳn, bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Công việc của nam mệnh tuổi Thìn thuận lợi hơn nhiều so với nữ mệnh vì có Thái Dương cát tinh trợ giúp, tư duy sáng tạo phong phú, anh chị có thể cho ra đời những ý tưởng sáng tạo độc đáo, lối suy nghĩ và cách hành động ngày càng dứt khoát, tích cực, dẫn đến kết quả tốt là điều đương nhiên. Ngoài ra, tuổi Thìn còn được hữu bậc và thiên phu giúp đỡ, khó khăn trong công việc sớm được giải quyết, tiến trình phát triển sự nghiệp cứ vậy mà thuận buồm xuôi gió, hứa hẹn tiền lương và thưởng lớn. Được tả phù như cánh tay trái đắc lực, hỗ trợ con đường kiếm tiền làm giàu của người tuổi Thìn thêm phần thuận lợi, tài lộc đang khởi vượng, lợi cho chính tài. Thời điểm này, bản mệnh cần tập trung làm tốt công việc chính của mình, không cần lan man hay kiêm nhiệm quá nhiều việc khác. Nên nhớ,
quý hộ tinh, bất quý hộ đa, chất lượng cần được chú trọng hàng đầu, kế tiếp mới là số lượng. Tuổi Thìn cũng khá tham thiết công việc, nên đa số vẫn dành thời gian làm thêm nghề tay trái. Nhìn chung thứ tài trong tháng khá vượng, bạn mệnh có thêm thu nhập, chi tiêu thoải mái hơn hẳn. Tuy nhiên không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm hoặc lãi suất cao nhưng lại rủi ro, tránh xa cờ bạc đỏ đen kẻo tiền mất tật mang. Có tiền nên giữ kín, đừng lộ ra ngoài kẻo bị kẻ xấu rình rập, không những mất tiền mà còn đe dọa tính mạng bản thân và gia đình. Chi phí sinh hoạt trong tháng vẫn đều đều, nhưng một vài khoản chi tiêu bất ngờ tăng mạnh như đám hiếu, đám hỷ, thăm nom người ốm, chữa trị bệnh tật. Dù túi tiền đang trong tình trạng rủng rỉnh, anh chị cũng đừng chủ quan. Dù sao tiền cũng là vật chất hiện hữu, có rồi sẽ mất, nên học cách tích lũy để có thể chủ động trong mọi tình huống. Thìn tuất bán hợp, nhờ thế mà đường tình duyên của tuổi Thìn nhiều điểm sáng, tin vui tới tấp báo về. Bản mệnh trong thời gian này có thể gặp phải khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, tưởng chừng là vận xui, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Nhờ những khó khăn đó mà con giáp này gặp được chân tình, thấy rõ tấm lòng của đối phương đối với mình thật là chân thật, chứ chẳng hề giả tạo. Nếu gặp được người như vậy mà con giáp này lại có cảm tình thì đừng để lỡ cơ hội làm quen, tìm hiểu sâu hơn nữa. Ở đời gặp được chân tình khó lắm, chớ nên để vụt mất nhau, rồi sau này có hối hận cũng đã muộn. Cặp đôi tình cảm cũng dần tăng nhiệt khi hai người biết thông cảm và giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn. Đôi bên có sự thấu hiểu lẫn nhau, cũng cảm thấy đủ tin tưởng để cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Thể trạng tuất thổ vững vàng, sức khỏe ngày càng chuyển biến tích cực. Người ốm mắc bệnh trước đó sẽ hồi phục thể trạng nhanh chóng. Người bình thường thì càng thêm khỏe mạnh khi duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập hợp lý. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng của môi trường, thời tiết. Tuổi Thìn nên chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, ăn chín uống sôi, hạn chế ăn hàng quán, kẻo ăn phải thực phẩm bẩn nhiều hóa chất. Bên cạnh đó, hạn chế đi đến những nơi đông người, vừa ồn ào lại dễ bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp. Với những ai từng mắc các bệnh về phổi, chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát, nên bỏ hẳn thuốc lá nếu như bản mệnh đang có thói quen này. Anh chị tuổi Thìn còn đang lắng nghe không à? Hãy dành một giây ra để đăng ký, thay đổi cảm xúc cho bản thân tỉnh táo hơn nhé. Tuy đại hạn là thế, nhưng vẫn sẽ có những phước lành. Hãy cùng mệnh phát tài đi tìm hiểu nốt năm 2024 xem còn gì cát lành không anh chị nhé. Mệnh phát tài biết rằng tuổi Thìn hết sức năng động cả về tâm trí và thể chất. Con giáp này luôn tỏ ra hăng hái, tuổi Thìn khôn ngoan, sáng tạo và thông minh. Họ thích phiêu lưu, khám phá những vùng đất mới, những thử thách mới. Tuổi Thìn là người dễ giao tiếp, năng động, sôi nổi và hơi ồn ào. Họ có thể công khai, bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt quan điểm này của họ cho người khác. Con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn rằng ý tưởng của họ vượt trội so với điều bạn đề xuất. Phần lớn mọi người sẽ bỏ phiếu bầu chọn cho tuổi Thìn nếu họ tham gia chính trường, kiên trì và không khoan nhượng. Tuổi Thìn luôn hướng tới những mục tiêu cao nhất và khi đạt tới đỉnh cao, họ sẽ mãi mãi bám lấy quyền lực. Bản chất cực kỳ nghi hoặc, tuổi Thìn không mấy khi chậm trễ trong việc kết án và trừng phạt đối thủ. Nhiệt thành, gợi cảm nhưng lại có tính ghen giận cao nhất trong tất cả các tuổi Dần. Tuổi Thìn thường thể hiện một cách thái quá tình yêu cũng như lòng căm thù và chú ý nhiều tới bản thân. Tuổi Thìn hợp màu gì? Màu hợp với tuổi Thìn là đỏ vàng. Tuổi Thìn khắc màu gì? Màu khắc với tuổi Thìn là xanh. Tính cách tuổi Thìn thiếu sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình, nhiều khi tính nết không đồng nhất, có phần thất thường. Có những lúc họ rất tinh tế, nhạy cảm, thông thái, nhưng cũng có lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đi đâu mất. Trong công việc và hành động cũng vậy, giống như ảnh một con chuồn chuồn đậu trên một cành cây gần mặt nước, vân vân vừa muốn bay lại vừa muốn đậu lại. Có những lúc họ rất nhiệt tình, hừng hực quyết tâm, sẵn sàng không tiếc công sức và bản thân để vì sự nghiệp, nhưng rồi cũng có lúc họ mệt mỏi, chán chường, dường như yếu ớt. Đặc trưng của tuổi Thìn là tính điềm tĩnh,
khoan dung, kiên trì chân lý, niềm tin và khá bảo thủ. Họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý, khác với tục chế, vì thế nên họ cô độc, ít bạn bè, những người được coi là bạn thường ít. Chơi rất thân, có nhiều ân tình nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Bản thân họ yêu tự do, không thích khuôn khổ, ước thúc, tiết chế hay mực thước. Nhiều người tự kinh doanh hoặc tự làm tư nhân, họ cũng thường tự do nghiên cứu và phát triển. Quan điểm cởi mở và thoáng, chỉ cần có thể sinh ra lợi ích chính đáng là họ đi theo. Vậy nên tư duy của họ không theo lối mòn, thường có sự sáng tạo đặc biệt. Cá tính của họ khá tùy duyên, cộng với ý thức về bản thân và tài năng vốn có, tuổi này khá kiêu ngạo, hiếu thắng. Họ có những nguyên tắc vàng, bất khả xâm phạm, tinh thần sáng tạo, cùng với ý chí tiến thủ ở trên một nền tảng khá kiên cố, bền vững và khó thay đổi suy nghĩ của họ. Khi nào bạn làm được điều đó, chắc chắn phải là một nhà ngoại giao xuất sắc hay một chuyên gia tư vấn tâm lý thượng thừa. Các tư duy và hành động đặc biệt ở chỗ cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm mỏng, linh động về phương pháp thực hiện. Tuổi Thìn bề ngoài cứng rắn kiên quyết, nhưng nội tâm mềm mỏng, hiền lành, nhân hậu, có phần đa cảm, yếu đuối. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lên dây có tinh thần, nhưng ẩn đằng sau đó thì lại khác. Con số nào hợp với tuổi Thìn? Con số hợp với tuổi Thìn là 2, 5, 8, 9. Con số nào khác với tuổi Thìn? Con số khác với tuổi Thìn là 3, 4. Sự nghiệp tuổi Thìn chỉ cần là lợi ích chính đáng là tiến hành, ngoài ra không bị ước thúc về tư tưởng hay chịu khuôn mẫu, nên họ thường tiếp cận với nhiều lĩnh vực mới của thời đại, ví dụ công nghệ viễn thông, kinh doanh bất động sản, địa ốc, thương mại, du lịch. Một số khác thích yên tĩnh nên họ tham gia nghiên cứu triết học, tư tưởng, làm nông nghiệp theo công nghệ mới. Do sáng tạo, có phúc đức hoặc có tài nên hầu hết họ có những thành công lớn, tiền bạc tích lũy nhiều, thấp nhất cũng là người khá giả phong lưu, hơn nữa là giàu sang phú quý. Thứ họ cần quán triệt để đi tới thành công đó là sự kiên cường, quyết tâm, gạt đi những mâu thuẫn trong nội tâm. Với tính cách thông minh, biết xử lý nhiều tình huống thì tuổi này thích hợp làm các nhà quản lý, tổ trưởng, nhóm trưởng để đốc thúc và phân công được công việc rõ ràng, chi tiết. Cùng với đó, cần sự thông minh, công bằng, biết cách phán xử khi có những tranh cãi xảy ra. Lúc này cũng cần đến tính cách của người tuổi Thìn. Không những thế, các ngành nghề như giáo viên, nhà tâm lý học, doanh nghiệp đều rất phù hợp với người tuổi Thìn, sẽ phát huy được hết tinh thần, khả năng, năng lực của người tuổi này trong công việc của họ, còn đưa công việc có sự phát triển, hoàn thiện được bản thân mình tốt nhất. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với tuổi Thìn là Nhâm Thân và Bính Thân. Tuổi không hợp cũng không khắc khi kết hợp làm ăn với tuổi Thìn là Quý Mùi, Tân Mão, Quý Tỵ, Quý Mão, Quý Sửu, Tân Dậu, Quý Hợi. Tuổi khắc với tuổi Thìn không nên kết hợp làm ăn Quý Mùi, Tân Mão, Quý Tỵ, Quý Mão, Quý Sửu, Tân Dậu, Quý Hợi. Tình duyên tuổi Thìn, hầu hết họ yêu đương và kết hôn muộn, vì chi Thìn thuộc tứ chính và là cung dịch mã nên cuộc sống của họ bận rộn, đa biến và thiếu ổn định nên không có tố chất đào hoa sớm nở. Trong khi yêu đương, họ dành ít thời gian cho tình cảm và nửa kia bởi vì họ ham công việc, luôn để tâm tới công việc. Bên cạnh họ, bạn cảm thấy họ hơi khô khan, chí thú công danh nhưng bên trong đó là một tấm lòng rộng lớn. Họ làm việc siêng năng cũng vì cuộc sống của gia đình. Tuổi Thìn của tôi ơi, gần đây ông anh tôi có kể với tôi về tình hình kinh doanh của ông ấy. Theo lời anh ấy thì có một doanh nghiệp cạnh tranh rất mạnh với công ty anh ấy và người chủ doanh nghiệp sinh tuổi Thìn. Anh ấy hỏi tôi về việc năm tới tình hình sẽ ra sao để thông qua đó tiến hành những đối sách cho phù hợp. Thấy đây là một đề tài lý thú nên tôi nghiên cứu và dự đoán tương lai của tuổi Thìn khi bước sang đầu năm 2025. Tử vi tuổi Thìn đầu năm 2025,
Tuổi Thìn ngũ hành nạp âm, bản mệnh là kim bạch kim, nam mệnh là cung phi khôn, nữ mệnh cung phi là tốn. Đầu năm 2025 là năm Giáp Thìn, ngũ hành nạp âm là bình địa mộc, cung phi là cấn. Đối với nam mệnh và nữ mệnh tuổi Thìn, khi bước sang năm tới, đều có những thay đổi khác biệt trong cuộc sống, cụ thể như sau. Một, xem tử vi tuổi Thìn, đầu năm 2025, nam mệnh. Nam mệnh tuổi Thìn bước sang đầu năm 2025 sẽ gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, sao này là một trong những hung tinh hàng đầu của hệ thống cửu diệu niên hạn. Người gặp sao này thường gặp rất nhiều rắc rối như hao tài tốn của, sức khỏe yếu, bị tai nạn bệnh tật và bị kiện cáo hình pháp lôi thôi. Đặc biệt trong các tháng 6, 8 và tháng 11 âm lịch càng cần phải đề phòng kỹ lưỡng. Người ta có câu Thái Bạch sạch cửa nhà vì tính chất nghiêm trọng của hạng nam gặp sao này. Tuy nhiên, để xem đối thủ của anh có gặp những điều bất lợi nặng nề như vậy hay không thì cần xem xét kỹ lưỡng lá số tử vi của mỗi ngày. Bước sang đầu năm 2025, nam mệnh tuổi này sẽ dịch chuyển cung hạn và gặp các sao sau đây: Hồng Loan Thiên Hỷ, Thanh Long Long Đức, Phục Binh Thiên Trù, Thiếu Âm Thiên Việt Phi Liêm, Cô Thần Lộc Tồn Lưu Hà, Bác Sĩ Kiếp Sát Thiên Khôi, Tướng Quân Quốc Ấn Đào Hoa, Nguyệt Đức Thiên Đức Phúc Đức. Từ những sao này, ta có thể nhận định các phương diện cuộc sống trong đầu năm 2025 cho nam tuổi Thìn như sau. Một, xem công danh sự nghiệp tuổi Thìn đầu năm 2025, nam bạn. Theo nhận định của cá nhân tôi thì nam mệnh tuổi Thìn không những bất lợi mà hoàn toàn ngược lại. Vì nhập hạn có các sao Tướng Quân Quốc Ấn Thiên Khôi Thiên Việt nên nhiều người rất thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Có người được thăng chức, nhận bằng khen huân chương, tôn vinh ca ngợi. Những người kinh doanh có thể mở rộng chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng cửa hàng cửa hiệu, phát triển doanh nghiệp ngày càng thịnh vượng, có uy tín lớn trên thương trường. Tôi dự đoán từ ưu thế trên, nhiều người sẽ phát triển mạnh hơn về tài vận. Họ thu được những khoản tiền ngoài dự liệu, chuyên kinh doanh tốt, nhiều người ủng hộ, có quý nhân phù tá, đầu tư đúng dịp may nên thuận lợi cao. Những dự đoán này ứng với các sao Thiên Khôi, Thiên Việt, Đào Hoa, Hồng Loan, Lộc Tồn và nhiều các tinh khác. Trong sự nghiệp hay trong thương mại, dù có cạnh tranh nhưng họ vẫn nắm được ưu thế, vì vậy nên thận trọng khi cạnh tranh với họ về mọi phương diện. 2. Xem gia đạo cho tuổi Thìn đầu năm 2025, nam bạn. Nhiều sao chỉ niềm vui, hạnh phúc, may mắn cùng hội tụ nên tôi đoán gia đạo của nam mệnh tuổi này trong năm tới rất hòa thuận và hạnh phúc. Con cháu họ nhiều người đỗ đạt về công danh thi cử. Bên cạnh đó thì họ hàng gia đình của họ có nhiều thanh niên tổ chức hôn lễ, có niềm vui sinh con, tăng thêm nhân khẩu, gia đình ngày một hưng thịnh. 3. Xem sức khỏe trong đầu năm 2025 cho tuổi Thìn nam bạn. Không có một thuận lợi may mắn nào mà không có những nguy cơ tiềm ẩn. Bên cạnh những các lợi về công danh gia đạo thì những nguy cơ về sức khỏe rất cần thận trọng và lưu ý. Tuy dự đoán, nam mệnh tuổi Thìn dễ mắc các bệnh về máu huyết, đáng kể nhất đó là sốt xuất huyết, sốt rét, sốt virus, tai biến đột quỵ, cao huyết áp, tim mạch. Nhiều người sức khỏe kém, vận khí xấu có nguy cơ sẽ phải nhập viện điều trị thuốc men, mổ xẻ, phẫu thuật. Tôi nhận thấy hạng năm có sao Lộc Tồn nên nam mệnh tuổi này cần lưu ý bệnh sỏi thận, sỏi mật, sỏi tiết niệu, khối u. Tôi cho rằng bên cạnh các bệnh dễ mắc kể trên, những tai nạn như thương tích té ngã, tai nạn sông nước hay tình trạng bị mất trộm lừa gạt tiền bạc rất dễ xảy ra. Phương hướng hóa giải vận hạn tăng các lợi đầu năm cho 2025 cho nam tuổi Thìn, hạn chế sử dụng bia rượu, chất kích thích, đồ ăn cay nóng, giảm bớt lượng muối trong thực phẩm, kiềm chế trong các cuộc vui để đề phòng các bệnh dễ mắc trong năm tới, nên duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, thường xuyên theo chế độ phù hợp, lứa tuổi để có sức khỏe ổn định, trí tuệ sáng suốt và mẫn tiệp, nên sử dụng trang sức bằng đá phong thủy, đặt tượng Phật, linh vật chiêu tài bằng đá phong thủy trong nhà ở, nơi làm việc sẽ càng thuận lợi may mắn.
mắn và dễ phát tài hơn. Xem tử vi tuổi Thìn đầu năm 2025 nữ mạng, nữ mệnh tuổi Thìn bước sang đầu năm 2025 sẽ gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, sao này là một cát tinh trong hệ thống chính sao chiếu mệnh luân phiên hàng năm. Người gặp sao này rất lợi về tài vận, bất động sản, nhà cửa, tuy nhiên cần đề phòng về mắt và máu huyết, đặc biệt là vào tháng 10 âm càng phải thận trọng. Đầu năm 2025, lá số tử vi của nữ mệnh tuổi này sẽ biến ảo do sự dịch chuyển cung hạn và gặp các sao như Tướng Quân, Quốc Ấn, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Hồng Loan, Phục Binh, Lộc Tồn, Lưu Hạ, Kiếp Sát, Bác Sĩ, Thiên Đức, Phúc Đức, Thiên Khôi, Thiên Việt, Đào Hoa, Thiếu Dương. 1. Xem sự nghiệp cho nữ tuổi Thìn trong đầu năm 2025. Tôi nghiệm thấy rằng bộ sao Tướng Quân, Quốc Ấn và nhiều các tinh khác mang lại danh vọng uy tín lẫy lừng, bên cạnh đó kèm với thực quyền và trách nhiệm. Vì thế trong năm tới, nhiều người sẽ thuận lợi, hành thông trong sự nghiệp, có thể mở cửa hàng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ điều đó tôi suy đoán, thêm họ sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, tài vận sung túc thịnh vượng, duyên buôn bán tốt, được đông đảo khách hàng ủng hộ, nhiều người thu được những khoản tiền ngoài dự liệu, việc đầu tư gặp dịp may và thu được nhiều lợi nhuận. 2. Xem gia đạo cho nữ tuổi Thìn trong đầu năm 2025. Tôi dự đoán gia đạo của nữ tuổi này rất hòa thuận, hạnh phúc, nhiều người được chứng kiến sự trưởng thành thăng tiến của con cháu trong sự nghiệp hay học tập. Mặt khác, trong họ hàng, gia đình của họ thường có chuyện vui mừng hỷ tính, nhiều thanh niên tổ chức đám cưới, có niềm vui sinh con cháu, tăng thêm nhân khẩu, thịnh vượng và phúc đức bao trùm. 3. Xem xét sức khỏe trong đầu năm 2025 cho nữ tuổi Thìn. Hạn năm sao có lộc tồn, tôi thấy nữ mệnh tuổi Thìn nên đề phòng bệnh sỏi thận, sỏi mật, sỏi tiết niệu, khối u, một số khác dễ mắc các bệnh về máu như huyết áp, tim mạch, tai biến, đột quỵ. Riêng đối với nữ giới thì khả năng phẫu thuật thẩm mỹ hay sức khỏe giới tính rất dễ ứng nghiệm. Ngoài bệnh tật, tôi suy đoán nhiều người dễ bị thương tích, mất trộm, bị lừa gạt về tài sản, đặc biệt là những người sức khỏe yếu, vận khí suy kém dễ bị bệnh tật nặng, phải nhập viện điều trị và phẫu thuật mổ xẻ. Phương hướng hóa giải vận hạn, tăng các lợi đầu năm 2025 cho nữ tuổi Thìn, hạn chế sử dụng bia rượu, chất kích thích, đồ ăn cay nóng, giảm bớt lượng muối trong thực phẩm. Nguyên nhân là vì những chất này kích thích tim mạch, huyết áp rất mạnh, nếu sử dụng dễ khiến các bệnh dễ mắc trong năm tới ứng nghiệm. Nên duy trì thói quen tập thể thao đối với các bài tập phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi. Việc này giúp cho sức khỏe ổn định, trí tuệ sáng suốt, mẫn tiệp hơn. Nên sử dụng trang sức bằng đá phong thủy, tượng vật, linh vật chiêu tài bằng đá phong thủy để tăng cường may mắn trong sự nghiệp và tài vận. Nếu nam nữ tuổi Thìn kết hợp với các tuổi khác trong đầu năm 2025, cần lưu ý, nhập hạn có các sao Thiên Khôi, Thiên Việt ứng với quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Nên chắc chắn năm tới tuổi Thìn sẽ hợp tác với người khác trong công việc. Họ nên lưu ý mấy điểm sau. Các tuổi hợp với tuổi Thìn trong đầu năm 2025. Tuổi Thìn mệnh Kim Bạch Kim, nam giáp Thìn nạp âm là Bình Địa Mộc, Kim khắc Mộc, nên hợp tác với người mệnh Thủy sẽ đạo nên thế tương sinh Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, từ đó cải thiện tình trạng bất lợi hình khắc, mang lại thành công mỹ mãn. Người mệnh Thủy sinh các năm sau đây: 1983, 1982, 1996, 1997, 1975, 1974, 1966, 1967. Các tuổi khác với tuổi Thìn trong đầu năm 2025. Tương tự thì những người mệnh Thổ khi hợp tác với tuổi Thìn trong năm tới sẽ không thu được kết quả như mong đợi, vì mệnh Thổ tương sinh mệnh Kim khiến Kim vượng khắc ngũ hành nạp âm Bình Địa Mộc của nam hạn. Mặt khác, ngũ hành nạp âm Bình Địa Mộc cũng khắc mệnh Thổ. Người mệnh Thổ sinh các năm 1990, 1991, 1998, 1999, 1946, 1947, 1960, 1961, 1968, 1969, 1976, 1977. Lưu ý là chỉ trong đầu năm 2025. Những lưu ý trong đầu năm 2025, tuổi Thìn nên tham khảo. Theo tôi suy đoán, tuổi Thìn ấp ủ nhiều việc đại sự muốn thực hiện. Tôi cho rằng có việc họ nên thực hiện nhưng cũng có việc họ cần thận trọng. 1. Nên mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa hàng cửa hiệu, cơ sở sản xuất, thành lập doanh nghiệp sẽ hanh thông đại cát.
2. Nên tu sửa xây dựng nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh. Dù tuổi Thìn năm tới gặp kim lâu, nhưng tính hoang ốc vào cung cát. Hơn nữa, lá số tử vi của tuổi này vận khí đang lên, rất mạnh. Nếu quyết tâm thực hiện sẽ mở ra tương lai, tiền đồ sáng lạng. 3. Không nên mua bán nhà đất, xe cộ và các tài sản có giá trị lớn khác. Vì năm tới, không có dấu hiệu làm giấy tờ, thủ tục sang nhượng tài sản, nên việc thực hiện tất gặp vướng mắc và khó khăn. Như vậy, dựa vào việc phân tích dự đoán vận khí năm tới của tuổi Thìn, mà trọng điểm là nam mệnh tuổi Thìn, tôi thấy vận khí của họ trong năm tới sẽ thịnh thế đi lên. Từ điều này, tôi sẽ lựa lời khuyên người anh của mình cẩn thận, giữ mình trong quá trình cạnh tranh với đối thủ rất nhiều tiềm lực đó. Thậm chí nếu có cơ hội hợp tác thì nên tranh thủ hợp tác để học hỏi thêm những tinh hoa của họ. Những hành động cạnh tranh không lành mạnh hay quyết trận thư hùng thì hết sức tránh vì cơ hội chưa đến với anh ta. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được top 4 điều kiêng kỵ lớn nhất tuổi Thìn trúng đậm tiền tỷ, sắm nhà lầu xe sang đúng 5 ngày tới. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết về cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về bật mí những chiêu hóa giải khi gặp vận xui. Vận xui chẳng ai mong muốn, nhưng chúng lại cứ tới một cách bất ngờ và đôi khi là liên tiếp, khiến cuộc sống trở nên vô cùng khốn khổ. Trong dân gian có lưu truyền những mẹo tâm linh nhỏ có thể hóa giải vận xui, anh chị nên tham khảo. 1. Sắc muối. Theo người xưa truyền lại, muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui rất hiệu quả. Vì vậy, khi chúng ta gặp nhiều điều xui rủi trong cuộc sống, hãy lấy một ít muối ném qua vai trái của mình. Mà khác, việc rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ còn góp phần cho gia đình ấm êm, tình cảm của các thành viên ngày càng thêm mặn mà. Ngoài ra, anh chị có thể tẩy trần bằng việc tắm nước muối. Cách làm rất đơn giản, thêm 2-3 muỗng canh muối vào trong nước ấm và tắm bình thường. Ngoài việc xua đi điều rủi, nó còn giúp anh chị cảm thấy thoải mái hơn. 2. Thắp hương. Nếu cuộc sống anh chị đang gặp nhiều khó khăn, hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần để xua đi vận xui. Khi thắp hương, nên thắp hương số lẻ chứ không nên thắp số chẵn, và nên chọn những loại hương có mùi cây nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ để vừa tỏ lòng thành kính vừa mang lại cho chúng ta cảm giác thư thái. 3. Chôn gương vỡ. Gương vỡ là điềm báo vô cùng xấu. Điều hóa giải điều này, khi vô tình làm vỡ gương, hãy gom tất cả những mảnh vỡ vào một bao đen, sau đó chôn nó xuống một khoảng đất trống, chính là một cách hóa giải vận xui. Điều này vừa giúp anh chị tránh được những điều không may, còn hạn chế việc các thành viên trong gia đình bị thương. 4. Trưng bày đá phong thủy. Đá phong thủy có nhiều loại khác nhau, mỗi loại cũng có những công dụng riêng. Anh chị có thể dùng đá phong thủy để trưng trong nhà, đặt ở phòng làm việc hoặc mang theo bên người, đều có thể giúp anh chị tránh được những luồng khí xấu. Nếu anh chị gặp trắc trở trong chuyện tình yêu, hãy dùng đá hồ ly để hóa giải. Đá thạch anh sẽ giúp anh chị tránh xa được tà khí, không cho chúng xâm nhập làm hại chúng ta. Còn đá xà cừ sẽ ngăn chặn không cho những linh hồn bơ vơ lại gần làm hại anh chị. 4. Tích cực làm việc tốt. Trước nay ông bà ta luôn quan niệm rằng khi anh chị cho đi thì thứ anh chị nhận lại đôi khi còn nhiều hơn. Nếu anh chị làm việc thiện bằng cả tấm lòng từ bi của mình thì chắc chắn anh chị sẽ được nhận lại những điều tốt lành. Tu nhân tích đức, làm việc thiện trời không phụ lòng. Bên cạnh đó, khi anh chị giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, anh chị sẽ nhận thấy cuộc đời anh chị vẫn còn may mắn hơn so với những người khác. Những việc anh chị phải trải qua bây giờ không là gì trong cuộc sống của họ. Từ đó, anh chị sẽ có thêm ý chí để vươn lên, vượt qua những khó khăn mà anh chị đang gặp phải. 5. Dọn dẹp nhà cửa. Sống trong một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Hành động đơn giản này có thể mang đến cho anh chị nguồn năng lượng mới và trao quyền cho anh chị để thay đổi vận may của mình. Vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng, quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Hãy thử sắp xếp lại đồ nội thất của anh chị để cải thiện dòng chảy của năng lượng, sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của anh chị. Khi dọn nhà, có thể bật chút nhạc và mở cửa sổ để nắng và gió ùa vào. Điều này sẽ khuyến khích năng lượng tích cực để chảy vào không gian sống mới của anh chị. 6. Mang theo chìa khóa.
Bùa hộ mệnh là một cách tuyệt vời để mang may mắn cho anh chị. Đó có thể là một chiếc dây chuyền, vòng đeo tay, bất ly thân của anh chị. Bảo bối phong thủy phổ biến nhất có thể là chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp anh chị mở cánh cửa giàu có, sức khỏe và tình yêu. 7. Tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Anh chị có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc, hay dùng 7 loại hoa nhiều màu trừ màu trắng ngâm nước tắm. Đặc biệt lưu ý khi tắm, hãy gói chúng vứt ra ngay vì lúc này chúng được tin là đã tẩy sạch xui sủi của bạn và hấp thụ hết. Theo phong thủy là vậy, nhưng những thông tin về cách hóa giải vận xui trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu mọi người lạc quan và dám đương đầu với thử thách trong cuộc sống, con người hoàn toàn có thể xoay chuyển tất cả. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây, nhưng đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé.